Ngày 1 tháng 4 vừa qua, Nghệ An chính thức đưa trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên quốc lộ 1A đi vào hoạt động. Đây là một trong những hoạt động nhằm siết chặt và chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng trên các quốc lộ trọng điểm, với mục tiêu trước mắt là giảm dần và tiến tới là chấm dứt tình trạng xe quá tải quá khổ. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng triển khai thì tình trạng hoạt động của xe quá tải trên địa bàn đang nảy sinh nhiều bất cập. Theo số liệu của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, sau gần 2 tháng triển khai cân tải trọng, lực lượng liên ngành đã tổ chức kiểm tra trên 1.200 lượt phương tiện, trong đó xử lý 650 xe vi phạm. Nếu như những ngày đầu mới đi vào hoạt động, 100% số phương tiện được kiểm tra tại trạm cân này đều chở quá tải từ 50 đến 300%, thì thời điểm này chỉ còn khoảng 10% trong số xe được kiểm tra chở quá tải. Tuy nhiên, trên thực tế, để tránh lực lượng liên ngành kiểm tra tải trọng, các lái xe qua trạm đều tìm đủ cách để đối phó. Một số phương tiện khác là cũng đã là coi như có tìm cách để lách đường, tìm cách là coi như là đối phó để là coi như làm cho cái tình hình về an toàn giao thông ở trong khu vực, đặc biệt là coi như ở tại cái khu vực trước và sau cái trạm kiểm tra số 15 của Nghệ An, có một cái số phương tiện đang còn tìm cách đối phó bằng cách đi qua các cái đường tránh và các cái quốc lộ lân cận. Nếu như trước đây các lái xe vi phạm thường cho xe vào đậu tại các cây xăng, bãi đất trống hoặc nằm án binh bất động ở hai đầu trạm cân chờ thời cơ để cho xe vượt trạm, thì nay các tài xế đã thay đổi hành trình bằng cách đi theo quốc lộ 7, quốc lộ 48 hoặc một số tuyến đường liên tỉnh. Nhà em thì tôi báo hàng ở điểm nào gần nhà máy thì đi điểm đó nhé. Thế từ khi mà có cái trạm cân lưu động ở đây thì cái việc đi lại của phương tiện có khó khăn hơn nhiều không? Thì tất nhiên thì khó khăn hơn đi. Thì nhà em chở hàng hóa được ít hơn. Cũng giảm chở đầy với chở rong thông, bịt bạt kín. Nhưng mà sao đợt này mình đi phải lo sợ quá trạm cân à? Cũng sợ, tất nhiên thì sẽ mình đang quá, nhưng mà quá một ít. Sau khi cái trạm cân số 15 liên ngành thực hiện thì có một số thì lượng xe trốn tránh đi vào cái tuyến đường 7, thì anh em đã tăng cường khép kín địa bàn 24 đến 24 giờ, xử lý kiên quyết và yêu cầu hạ tải nghiêm túc. Thì trong thời gian vừa qua thì cán bộ chiến sĩ trong đội đã lập nhiều trường hợp quá khổ quá tải và yêu cầu hạ tải mới được đi. Đặc biệt, theo tường trình của nhiều lái xe vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A ở hai đầu trạm kiểm tra tải trọng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng cò đứng ra thu tiền của các lái xe vi phạm từ 1 triệu đến 1.500.000 đồng. Sau đó, dẫn xe trốn trạm cân bằng cách đi vào các đường nhánh trong khu vực khu dân cư. Điều này không chỉ là mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, mà nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đang đứng trước nguy cơ hư hỏng do xe quá tải. Có những trường hợp đã manh động dùng thương phương tiện cá nhân là cản trở cái việc là coi như là truy đuổi của cái lực lượng chức năng, và coi như là cái này cũng là cái tiềm ẩn để gây là tai nạn giao thông, và cũng là một trong những cái là coi như là gây mất an toàn trật tự giao thông ở trong khu vực. Thì về phần này thì chúng tôi sẽ đề nghị là Ủy ban nhân dân các huyện, đặc biệt là Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu và huyện Nghi Lộc và phòng cảnh sát giao thông cũng phải là coi như vào cuộc để là coi như là kiểm soát được cái số lượng phương tiện trốn tránh trạm, và coi như là dần dần xử lý được cái đối tượng là co đường. Tỉnh cũng như Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương kỳ vọng việc ra quân lần này sẽ xử lý dứt điểm xe quá tải. Tuy nhiên, có được kết quả như mong muốn thì việc xử phạt quá tải cần phải được thực hiện đồng loạt và toàn diện trên tất cả các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Cần có sự hợp tác của nhiều ngành, nhiều địa phương và sự hợp tác của các doanh nghiệp vận tải.